quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Những tên gọi, bí danh, bút danh của người gắn liền với những sự kiện lịch sử đất nước, cột mốc, chặng đường cách mạng của dân tộc, với hành trình hoạt động vì dân, vì tổ quốc, vì loài người tiến bộ trên thế giới. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 do Đảng ta phát động, bắt đầu từ chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này, trong chuyên mục Mãi mãi tên người, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý vị các tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng qua các thời kỳ trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Linh là tên khai trong giấy tờ học của Nguyễn Ái Quốc ở trường quốc tế Lenin Liên Xô, số hiệu 375. Linh còn được ký cho một số bài đăng trên báo Tiếng Nói của chúng ta. Trong nhóm học sinh Việt Nam ở viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, năm học 1934-1935, mọi người thường gọi Nguyễn Ái Quốc là Ninốt. Trong bản khai để tham dự Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản, ngày 16 tháng 8 năm 1935, Nguyễn Ái Quốc ghi họ tên bí danh trong đảng hiện nay là Thanh Man Hall. Ban tổ chức đại hội trao cho người tấm thẻ đại biểu tư vấn của đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản. Tấm thẻ mang số 154 ghi tên Lim, thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhờ mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc, mùa thu 1938, từ Moscow, Nguyễn Ái Quốc đi Trung Quốc. Tại Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc, văn phòng giải phóng quân đã chuẩn bị cho người quân phục phù hiệu Bác Lộ Quân, quân hàm thiếu tá và giấy tờ mang tên Hồ Quang. Cuối năm 1938 và trong năm 1939, từ Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc viết hàng chục bài báo gửi về nước, đăng trên tuần báo Tiếng Nói của chúng ta, xuất bản tại Hà Nội trong thời kỳ Mặt trận Dân Chủ. Trong các bài báo ấy, người thường ghi thư từ Trung Quốc và ký tên B.C. Klin. B.C. Klin đều là của đồng chí Lin. Bài báo đầu tiên người ký bút danh B.C. Lin là bài Người Nhật Bản muốn khai hóa Trung Quốc như thế nào, viết vào tháng 12 năm 1938, đăng trên báo Tiếng Nói của chúng ta ngày 12 tháng 2 và ngày 5 tháng 3 năm 1939. Dưới danh nghĩa một nhà báo Trung Quốc, người đã phân tích khoa học tình hình đang diễn ra ở Trung Quốc, tố cáo tội ác của phát xít Nhật, nêu cao tinh thần cách mạng của nhân dân Trung Quốc đang chiến đấu cho độc lập dân tộc và dự báo về những gì phát xít Nhật làm ở Trung Quốc rất có thể chúng sẽ tiến hành làm ở các nước khác. Kinh nghiệm của nhân dân Trung Quốc sẽ giúp nhân dân Việt Nam nâng cao cảnh giác đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình. D.C. Lin, 1939, là bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới bài báo Những sự hung tàn của đế quốc Nhật, đăng trên báo Dân Chúng, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, xuất bản ở Sài Gòn. Báo đăng liền 3 số, số 46 vào ngày 21 tháng 1 năm 1939, số 47 ngày 24 tháng 1 năm 1939, tố cáo tội ác dã man của đế quốc Nhật đã làm ở Trung Quốc, chúng sẽ tiến hành tại các nước châu Á nếu chúng thắng được nhân dân Trung Quốc. Ngày 20 tháng 4 năm 1939, từ Quế Lâm, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi một đồng chí ở Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Cuối thư, sau dòng địa chỉ bằng tiếng Pháp là dòng chữ Hán viết tay, Quảng Tây, Quế Lâm, Quế Tây, Lộ Tam Thập Ngũ hiệu Tân Hoa Nhật Báo, chuyển giao, Lâm Tam Xuyên, tiên sinh. Cuối tháng 2 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc với bí danh Ông Trần đến hiệu Dần Cù là Vĩnh An Đường ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, bắt liên lạc với tổ chức của đảng ta ở Vân Nam để từ đó tìm đường trở về nước. Thời gian từ ngày 15 tháng 11 đến 18 tháng 12 năm 1940, với bút danh Bình Sơn, Nguyễn Ái Quốc viết 10 bài đăng trên Cứu Dông Nhật Báo, Trung Quốc. Bài đầu là Ông Trời Khoa Mát, đăng ngày 15 tháng 11 năm 1940. Các bài viết đều tập trung lên án chiến tranh của đế quốc Pháp, Nhật,
Đức, Italia, vạch trần âm mưu thủ đoạn đế quốc nhằm gây chia rẽ các nước, mưu toan đi dán tình cảm hai nước Trung Việt, kêu gọi sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, bày tỏ sự đồng tình giúp đỡ các dân tộc nhỏ yếu giành độc lập. Thưa quý vị và các bạn, phần 8 Mãi mãi tên người đến đây là hết. Ở phần sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn tên gọi khác của Bác. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.